Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 27 tháng 12 được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh. Đây chính là ngày do Việt Nam chủ trì đề xuất. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây thiệt hại về người và tác động chưa từng có tại tất cả các quốc gia, ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh ra đời có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống dịch bệnh, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn để cùng chung tay phòng chống dịch. Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Bắc Giang đã và đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Thành quả cho công tác này đã góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trên 9.000 người được cách ly tập trung, hơn 25.000 người được quản lý theo dõi cách ly tại nhà, hơn 31.000 mẫu xét nghiệm được lấy, 303 người nghi nhiễm được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế. Những con số trên đã cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, mà trọng tâm là ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đã huy động mọi nguồn lực từ con người cho đến cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế vào trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế đã luôn luôn bám trụ các cái địa điểm để thực hiện các cái công việc phòng chống dịch như công tác giám sát, điều tra, truy vết các cái đối tượng nghi ngờ để xử lý kịp thời khi có dịch. Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục An ninh Quốc phòng, Trung đoàn 831. Khi dịch bệnh bùng phát mạnh, số lượng người cách ly tại đây lên đến hàng nghìn người mỗi đợt. Áp lực chống dịch là rất lớn, nhưng với tinh thần giữ vững lá chắn nơi tuyến đầu, mỗi cán bộ, y bác sĩ làm nhiệm vụ tại đây đều nêu cao tinh thần, hoàn thành tốt công việc được giao. Luôn luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để mà đảm bảo được cái công tác cách ly các cái đối tượng từ nước ngoài về Việt Nam. Thế mặc dù là ít hay nhiều thì chúng tôi vẫn luôn luôn không chủ quan lơ là về cái dịch bệnh để làm sao luôn luôn là đảm bảo tốt được cái công tác phòng chống dịch bệnh. Sự quyết liệt trong công tác phòng chống dịch còn được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, việc đo thân nhiệt, khai báo thông tin dịch tễ đã trở thành quy định bắt buộc đối với mọi người dân khi đến khám chữa bệnh. Hôm nay tôi đưa con lên khám và tôi được kiểm tra nên tôi cảm thấy yên tâm hơn ạ. Khi vào cửa là kiểm tra các cái dấu hiệu như là sốt, ho, khó thở, đau họng và mệt mỏi ạ. Chủ động, không chủ quan sẽ tiếp tục là phương châm của các cấp các ngành tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị về khu vực doanh trại, chỗ ăn, chỗ nằm, tổ chức là phun khử khuẩn, rồi chuẩn bị chăn màn và nhu yếu phẩm và chuẩn bị về cái cơ sở vật chất khác để bảo đảm đón lực lượng về đây để cách ly. Với khu vực của đơn vị được đảm nhiệm thì chúng tôi có thể cách ly được khoảng gần 1.000 người một lượt. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ cũng như là kiên trì theo đuổi cái chiến lược ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu quả. Cái tiếp theo đó là chúng ta phải chủ động trong cái công tác đánh giá nguy cơ dịch bệnh để có thể áp dụng kịp thời các cái biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 liên tục có những diễn biến khó lường, sự chủ động quyết liệt của các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác phòng chống đã giúp Bắc Giang cơ bản kiểm soát được dịch bệnh